Nay mình tiếp tục cập nhật cho anh em về cái dự án Avidiacoin. Dự án này đang được anh em Việt Nam đào rất là đông, không chỉ Việt Nam mà trên toàn thế giới, Âu Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia, vân vân. Tốc độ khai thác đã giảm, tuy nhiên là anh em tranh thủ đào vì dự án này là khá là tiềm năng. Nếu anh em nào chưa đăng ký thì kênh của mình đã có một cái video hướng dẫn đăng ký rồi. Tuy nhiên ở đây mình muốn hướng dẫn anh em lại một chút nữa. Anh em vào link ở dưới dòng mô tả nhé. Sau đó là anh em nhập thông tin địa chỉ email này, rồi nhấn send OTP để mã OTP gửi về email. Anh em vào email lấy mã OTP nhập vào đây nhé, nhập vào mục OTP nhé. Ở cái mã mời thì anh em có thể, nếu ủng hộ mình thì anh em có thể gõ cụm từ PH5305, sau đó anh em ấn nhấn register nhé. Đăng ký xong thì anh em đăng nhập. Khi đăng nhập thì cũng cần phải xem mã OTP, để nhập mã OTP thì mới lưu dần được anh em nhé. Khi login vào thì anh em dùng trên Android hay là iOS thì anh em tải APP về, đăng ký đăng nhập bằng tài khoản mình vừa đăng ký. Tốc độ đào thì hiện tại khá chậm, nhưng nếu anh em mời bạn cùng chơi thì sức mạnh của anh em sẽ tăng lên 20%, và người bạn của anh em mời tiếp một người chơi thì anh em được hưởng thêm 10% sức mạnh nữa, cộng lại khá là lớn. Vì đấy, mình nói rồi, trên kênh của mình đã có một cái video tổng quan về cách hướng dẫn, thì anh em có thể xem lại trên kênh của mình nhé. Ở đây thì mình nói thêm về cái một vài cái chức năng của APP. Ví dụ trong một ngày là chúng ta được 25 vòng phần thưởng. Nếu sau 25 vòng phần thưởng đó mà anh em không nhận thì APP nó sẽ ngưng đào cho đến khi anh em nhận cái airdrop đó thì AP nó mới tiếp tục đào nha. Ví dụ ở đây mình đang đào được 3 vòng 13.9 đồng rồi. Mình nhận này. Đấy, mình nhận. Nói chung lúc nào anh em vào mà nhìn thấy có thì anh nhận đi. Tránh có những trường hợp mà anh em quên thì nó sẽ ngưng đào và anh em sẽ mất nhiều đồng VV coin. Ngoài ra mỗi xong 24 giờ hàng ngày anh em vào thì em sẽ nhận thêm được một ít đồng BTC nhé. Đó, ở cái mục team này thì anh em có thể đi mời đội viên. Ở đây mình mời khá nhiều, có những người thì chưa active này, có những người đã khai thác rồi nhưng mà ngừng này. Thì anh em nào mà đã có cái tài khoản Avidia mà đang tạm ngưng ấy, anh em vào quay lại khai thác lại cùng đào nhé, để tránh phí phạm cũng như cái thời gian công sức mình bỏ ra. Đấy. Đây là những người mình mời thì mình sẽ được 20% sức mạnh khai thác. Cái level thứ hai là những người mà bạn bè của mình mời thì mình sẽ được hưởng thêm 10% sức mạnh khai thác nữa. Tuy nhiên ở đây mình rất nhiều, thấy nhiều bạn đang ngưng khai thác. Anh em nào xem cái video này mà có tài khoản thì vào cùng khai thác nhé. Thì cái dự án này mình thấy khá là tiềm năng đấy. Tránh sau này lại tiếc nuối như mấy cái dự án Omega vừa rồi. Đấy. Anh em có thể mời đội viên này, anh em nhấn vào mời đội viên thì mã mời của anh em nó sẽ hiện ở đây. Đây là mã mời của mình. Nếu bạn nào chưa đăng ký thì có thể kích vào link đăng ký ở dưới dòng mô tả, hoặc khi đăng ký nhập mã mời PH5305 để ủng hộ mình. Đạo cụ này là những cái trao đổi đá ma thuật do bạn phải sướng. Thì cái này khi có bạn bè cùng chơi thì anh em có thể trao đổi với mã này để tăng sức mạnh của mình lên. Hiện tại trên kênh của anh Hùng có một cái nhóm trao đổi cái mã này, thì anh em cũng có thể, mình đã gắn ở dưới dòng mô tả nha, anh em có thể vào đó để join vào nhóm để cùng trao đổi cái mã để tăng sức mạnh. Ở cái mục này là cái mục mà hệ thống người ta mời gọi những người tham gia để có được cái huy hiệu.
Điều kiện để tham gia cái này là anh em phải mời được trên 20 bạn cùng chơi này. Rồi khai thác nói chung là anh em là muốn tìm hiểu cái này thì vào xem nhé, mình thì mình không muốn tìm hiểu cái đó, chủ yếu mình nói qua về cái nhận iRoad đó thôi. Đấy, vì số lượng cá nhân, sức mạnh cá nhân của mình đang là 5.500, sức mạnh độ của mình đang là 8 triệu nhỉ. Đấy, anh em thấy sức mạnh độ nó khủng khiếp như nào nhỉ? Mình thì cũng vào sau, mình ngay từ dự án ban đầu thì mình không tham gia dự án này, nhưng mà mình vào sau nên là cái tốc độ đào của mình nó hơi thấp. Đấy, hiện tại bây giờ mình chỉ được 4.7 thôi. Có những anh chị mà vào đầu tiên ấy, một vòng có khi là anh chị được 14 15 DD coin rồi, nhưng vào sợ vào biết sau vào sau thì anh em ta cứ làm thôi, rồi khi người ta biết sàn thì được bao nhiêu thì được, nói chung thì có cà phê uống cùng giao lưu. Đây thì đây là một cái dự án mà anh em không làm iRoad không nên bỏ qua, vì nó thứ nhất nó hoàn toàn miễn phí nhé, thứ hai là ứng dụng không hề có quảng cáo như một số ứng dụng khác, thứ ba nữa là anh em lên trên Twitter ấy, các nhóm VV của Việt Nam của các nước khác rất là đông, rất là nhiều, cập nhật thông tin liên tục, trao quyền liên tục. Thì anh em nào chưa đăng ký khai thác thì có thể đăng ký khai thác ở dưới link dòng mô tả để ủng hộ mình nhé. Anh em nào chưa follow kênh thì anh em ủng hộ cho kênh một follow nhé. Mình mới xây dựng kênh thôi, trước là mình chủ yếu viết bài, bây giờ mình làm thêm cái kênh video nữa. Anh em nhớ vào follow cho kênh nhé, anh em thành công.